cây nhau đó. Bây giờ hai ông cháu đi đói quá rồi, con không nổi chứ tiến hành chụp củi cả nhà nhé. Ở đây chắc tối nay hai ông cháu ngủ tại đây, tiến hành mình chụp củi nấu ăn này. Thì từ 1 giờ trừ tới cũng 9 giờ đêm rồi cả nhà. Các mình chụm củi đồng hoàng rồi sau đó mình quay cho mọi người xem nhé. Sắc thịt này. Hồi nãy đi tranh thủ mua ít thịt vào rừng. Hai ông cháu ăn cái này là ok rồi. Chặt to kho mặn trong rừng ấy. À, đi núi đi rừng giả muối ớt như thế này, cái này là nghệ để kho thịt với cá. Mà bỏ vô bao như thế này rồi mình giả. Đó, ok, này đang mổ mấy con cá tràng nữa để nấu ăn với thịt nhé. Cá nheo mấy con cá nheo này nấu luôn với thịt. Cá nheo rừng cực kỳ ngon luôn đó. Ăn nấu ăn thịt cá ít nhái kêu có đời trời. Bắt đầu nãy nấu canh mà giờ nấu cơm. Đấy, tầm 10 phút nữa là có cơm ăn rồi. Cái này hai ông cháu ngủ tại đây này. Ở đây có sườn họ làm sẵn rồi đó, mắc quẳng từ đây qua bên đó. Bạc thì chưa căng, tình hình trời chắc không mưa đâu. Đi ướt hết cho tranh thủ phơi áo quần. Bây giờ đã là 22 giờ 20. Ông cháu mới tiến hành ăn cơm nè. Cơm cũng ngon ở đây. Thịt, cá nheo, lá rù rì. Ăn là hai ông cháu. Đây không có tâm mình, muối ớt thấy đã chưa? Muối ớt hấp dẫn quá. Rồi, mời cả nhà ăn cơm nhé. Cháu mắc vòng ngủ khuya rồi cả nhà. Bếp củi trời thì không có che bạc gì hết rồi. Thấy được cái vòng không? Đó, ngủ đơn giản, trời trăng mây gió, bây giờ là ăn Tết không có sao. Nó có mấy cái sao nhỏ nhỏ không thấy được, không có che bạc búng gì hết đó, cuộc vọng như thế thôi ngủ. Bên kia đang phơi đồ.
sống hoang dã nơi núi rừng như vậy đó cả nhà nhé. Nó có bạc với nó mà anh em không che. Mình thì móng lái